Chào tất cả mọi người nha. Nay mình cũng mới làm gì nha các bạn. Mới tắm xong về vô nấu cơm ăn thôi. Bữa nay mình làm nguyên con vịt luôn. Làm nguyên con vịt kho. Thôi về nấu cơm ăn nghe các bạn. Tí nữa mình sẽ làm đồ ăn nha các bạn. Đồ ăn làm lẹ lắm. Tại con vịt ta mang sẵn hết trơn rồi. Mình còn có việc chỉ mình nấu thôi, nấu chín cho mình ăn thôi nha các bạn. Đợi tí mình nấu rồi mình quay cho các bạn xem nha. Ok. Giờ mình sẽ vô làm đồ ăn nha các bạn. Giờ mình sẽ băm tỏi. Kho con vịt. Kho con vịt thế rồi. Đây con vịt của mình đây, bữa nay ăn nguyên con luôn nha các bạn. Cho hành với ớt vô luôn nha các bạn. Này kho ngon lắm nha các bạn. Chơi vô ăn luôn nha. Thank you.
Chị đã xong một nồi trứng kho hột vịt, chưa phải con vịt nghe các bạn. Đây. Đó. Quá ngon luôn. Giờ mình sẽ bắt nồi nước lên một tí, mình sẽ chụm sẽ lấy gói mì tôm này mình trụng mình làm canh ăn nha mọi người. Cái nồi trứng mình cho trứng lên nè, đưa lên cho mọi người xem. Nhìn hấp dẫn không mọi người, ngon lắm. Còn cái này nó sôi cũng sôi luôn rồi, thì từ trong coi coi nồi cơm nó chín chưa cái đã. Dọn cơm ra không mọi người, ai già nóng, ai già nóng. Kiều xinh xỏ. Mời tất cả mọi người ăn cơm với mình nha. Đây.
dữ mà. Tất cả mọi người ăn cơm với mình nha, ngon lắm mọi người ơi. Mày nha mọi người, ăn mì với mình nha. Này trong nhà to hầm nè lắm rồi, rồi nấu được cơm có chút xíu mà đổ hầm lâm ướt mình thế, ăn cơm rồi mất tắm nè. Dứt tiếp hậu cầu đi làm gì mình nấu đồ ăn nhanh gọn lẹ lắm mọi người, coi chừng 10 phút là có rồi, là có rồi cho mà đơn giản. Nói chung cái này mình đi làm công ty người ta cũng khó lắm em, người ta cũng cho mình đem điện thoại theo, cho nên lúc nào mình để điện thoại ở nhà không ạ. Mình đi làm không gì hết, không có đem điện thoại hoặc là đem cái gì theo, cho nên mọi người cũng thông cảm nha. Mình không có trả lời hoặc là không có này kia kia, mọi người cũng thông cảm mình nha. Mọi người có nhắn tin hoặc là comment ở dưới bình luận gì đó, có gì chịu mình gì không? Mình cảnh của mình xem qua bình luận của mọi người không? Mọi người có ý kiến gì đó hoặc là cái gì đó mọi người góp ý kiến cho mình nha, để mình làm cái clip cho nó hoàn hảo hơn, nó hoàn chỉnh lại. Cảm ơn mọi người nhiều. Nói chung mình đi làm công ty đó, các bạn mình cũng không có thời gian gì nhiều nữa, tại vì sáng 7 giờ 7 giờ mấy mình đi rồi, mình đi tới 5 giờ mình mới về. Về mình cũng tranh thủ nấu cơm hoặc là làm gì đó quay cho mọi người xem.
Với là mình bữa nào có tăng ca mình cũng không có quay được clip đó, mọi người thông cảm cho mình nha. Mình nấu nấu cơm, mình nấu một chén cho gạo để mình ăn hết cho mọi người. Mình để nó sáng cái mình ăn tiếp nữa cái mình đi làm luôn. Khỏi đi ra ngoài ăn. Tốt tiền. Mà mọi người ăn vịt kho với mình nha. Chứ không phải đường gà, đường vịt gì đâu nha mọi người. Là giá thịt nó chơi với mọi người nha. Clip đến đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ xem clip và đăng ký ủng hộ mình nha. Chào các bạn nha.